bạn được bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng gọi là cũng không ngắn không dài, cũng tầm 2019 hả? Dạ vâng ạ. 2019 hả? Bao nhiêu tuổi rồi ạ? 27 tuổi rồi. 27. Thế là từ năm 23 tuổi là đã 23 tuổi là đã làm trưởng bản rồi. Không có nghĩ là ở đây đông như vậy, nhưng thôi mua 100 phần đâu đáng nhiêu, không? Ở đây có cho kẹo nè. Hai cái. Con em hả? Hỏi lắm. Em cũng không biết là gì kể ra tiếng phổ thông thôi. Không, ý em là tiếng xin tiếng Lăng Hủ xin chào là gì? Ừ, chính nghĩa là không có gì. Đây bà. Tôi nói tiếng Bỉ chào bà. Hôm nay là bọn con này. Đây là cái giường của bà kia đúng không? Bà ở một mình là ở đây. Em lại em cho bà cho nhanh đi. Bà ở một mình còn cái này nhà này là. Hôm nay là con mang quà ra cho bà. Đi chị chưa? Đây, sửa đây. Bà là đang bị ngủ trên. Đã tu sửa rồi hả? Để bà ngoài nhá. Thảo Nhi đâu rồi ta? Bà đang nói chuyện Lao Hủ bà ngoài, không biết bà nói gì. Con chúc bà nhiều sức khỏe bà nha. Đây là quà của chị Thảo Nhi 73 là có gửi tặng bà đấy ạ. Chị ơi, bà đang nói tiếng Lăng Hủ là dịch là gì á? Để giao dịch hộ em á. Bà đang nói gì á? Các thứ tí của em hả chị ạ? Chị dịch nào bà là nói là chị đang hỗ trợ. Chị nhìn em. Bà nói cần gì hả? Vâng. Đổ rồi hả con? Đằng sau
Chị vợ đằng sau đồ của bà này. Áo gì của quần áo bà già một mình. Đây là cái giường của bà đây luôn này. Ui. Bà vất vả nhỉ? Bà sống đây có mình rồi. Em vừa hỗ trợ mang phần quà cho bà rồi. Mọi những giờ không muộn. Đây là quà của chị Thảo Nhi 73 là có gửi tặng bà đấy bà. Chị bảo thế đi, chị giúp chị nhé. Nói đi. Sao cho các em ăn hết đi cho rồi cùng để đây trời. Những đứa đấy. Nhưng mà cô thấy giường của bà đây này, tức là mấy chục năm bà ở, tầm mấy chục năm này này. Bà ở một mình thôi. Chị tôi biết một lần là đây. Bếp bếp bà đây. Căn bếp của bà này. Bếp của bà ở trong đây nóng quá nhỉ. Nóng quá cho nên bà này để bà thức ăn, một thức ăn. Chị ơi, bà là ở một mình chứ sư bà nói là cảm ơn cô đó, bà nói tôi nhìn rồi đó. Tôi hiểu tiếng bà không có con cái. Bà nói là cảm ơn. Bà có con cái nhưng mà cái nhà ơi, đây chị. Mấy chị phát gạo rồi mì rồi cho bà tiền để mua thức ăn. Mà bà có biết dùng cái nào mất hết. Bà ăn kẹo hả? Bà mất ăn kẹo hả? Con gái thì bây giờ con gái cũng già, có một đứa con gái con này. Kẹo sô cô la. Bà vẫn nghe được. Bà ở một mình à? Vâng ạ. Bà có biết cái gì? Bà là điên miền cho con gái không? Bên này có kẹo chưa rồi hả? Là bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Bà 98 tuổi. Bà 98 tuổi rồi cả nhà. Mà bà ở một cái căn phòng nó như vậy này cả nhà. Đó. Nó chỉ dọn dẹn thôi. Chắc cũng cỡ 30 mét vuông. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà không có. Mình nói bà không có hiểu. Em nói tiếng của em cho bà hiểu. Em cũng không hiểu luôn rồi. Tiếng hay là tiếng mông Đây chỗ của bà ngủ là ở đây nè cả nhà. Đó. Rồi bên cạnh là cái bếp nhỏ xíu vậy thôi. Cả nhà nhìn thấy bà cụ này 98 tuổi. Hiện giờ bà cụ đang sống một mình. Không có con cái mà sống với một cái hoàn cảnh như vậy nè cả nhà. Đó, ở đây rất là bề bộn và đây là cái giường của bà nằm. Giường bà nằm bên cạnh có một cái bếp nhỏ vậy để bà sinh sống thôi ha. Thảo Nhi thấy rất là thương tâm. Hôm nay Thảo Nhi đến tận nhà của bà thì cô chú anh chị ai mà thấy có tấm lòng thì giúp được bà cái gì thì giúp, thì liên hệ với Thảo Nhi ha. Thảo Nhi sẽ để số phone của Thảo Nhi, Zalo với lại Viber ở trên màn hình á. Thì có gì liên hệ với Thảo Nhi ha. Thảo Nhi thấy vậy Thảo Nhi cũng đau lòng. Dạ, bây giờ Thảo Nhi còn phải đi nhiều căn hộ như vậy nữa. Thì giờ xin phép Thảo Nhi đi tới thêm một nơi nữa. Con chào bà, để con đi nha bà. Con chào bà. Dạ. Thảo Nhi quay qua đây nè. Đây. Bà là có hai mẹ con nhưng con bà khổ hơn. Bà cũng khổ. À đây là con nhưng... của bà. Không, bà ở một chỗ khác. Hoàn cảnh khác. Nhưng cái hoàn cảnh con bà khổ hơn đã vô trong đây vừa đủ 30 phần rồi. À? Thì bây giờ bà ở chưa có cái tên trong đây thì mình có thể cho thì bà một ít cho tiền thêm... cho bà ha. Tụi con không có phần gạo cho bà nhưng tụi con sẽ biếu bà và một ít để bà uống sữa nha. Bà là mà lo lấy sức nhiều phu nó lấy pio thì. Mình đi dần dần đi. Tại vì xe tụi con nặng quá cũng không có mua được nhiều để chở nữa. Ok, dạ. Đi, chị dẫn em đi thêm một cái nữa. À, khiên giùm chị một cái này mỗi lần thôi. Đây một cái nè. Một. Đó. Thôi tôi chịu thua đó, tôi không có đi nhà ai đó đâu, ai cho phát đi. Nó thật sự là như thế. Ai. Tin có ý mình nghĩ chứ. Không, chân mình bị đau quá, bác sĩ đâu có cho đi. Mình phải có cái cây đi đó. Ôi giời ơi, quãng đường lên quá vất vả chị ạ. Đâu ngày hôm qua cái nhà kia. Chị đó, đi còn mệt hơn. Đi mình vào mình phát quà đi. Bây giờ mình mỗi đi mỗi nhà một tí chứ bây giờ mình đi không có thời gian. Lấy chị nhà này ha. Em để cái này ngoài đi. Đây là bị nào đây? Có ai trong nhà không chị? Liệt à? Không có. Nhưng mà ông chú này là bị liệt đấy à? Liệt đi. Là chú này là nhà này hả chị? Vâng. Chú dạ. Thì nói chung là bây giờ có một đứa con trai thì đi nghĩa vụ rồi. Một mình ở nhà.
không có cả vợ. Vợ thì gọi là vợ, bây giờ còn có ba đứa con nhỏ, với còn nuôi cả chú. Chú ơi, chị kênh Thảo Nhi. Chị Thảo Nhi 73 có phần quà tặng cho chú. Mong chú là có sức khỏe nha. Mà bà đốt khói và bà cây bắt thêm á. Bà không, không thấy không đường nhìn, không nhìn thấy. Bà đốt khói trong nhà nó cây bắt. Năm nay là bà 98 tuổi rồi nhưng bà không nhìn thấy. Bà một mình bà tự bà mò tự mò lâu lướng hết. Để đây đi. Chị trưởng bản ơi. Chị ơi, cái trường hợp này là như nào chị? Chào bà nha. Không biết tiếng phổ thông à? Bà xưa à? Không có nghe bà nữa. Bà xin cứ không biết tiếng phổ thông đúng không? Bà ơi, con tặng cho bà phần quà nhé bà. Bà ở nhà không? Bà ở nhà bảo mình ấy. À ha, đi vô vô vô. Con tặng cho bà phần quà này ha. Bà ăn lấy thảo giùm con nha. Thì Thảo Nhi 73 thì có phần quà tặng cho bà nhá. Chúc bà sức khỏe. Bà ở đây với ai? Bà không nghe bà không, đâu. Bà không biết tiếng phổ thông. Bà không biết tiếng luôn, đột nhập vô nhà. Chị ơi, chị trưởng bản, chị có thể chị nói giùm em á chị. Giới thiệu. Đây, hoàn cảnh của bà đang ở đây nè, gia đình. Đây. Chị bà ở bà ở với ai vậy chị? Bà là ở với một mình. Cũng vẫn cứ một mình thôi. Bà thì bình thường là cũng là tai thì cũng nặng, cũng không nghe được mấy, với lại cũng người già là cũng có cái gì già. Phổ thông tiếng phổ thông không biết. Vâng, tiếng phổ thông thì cũng không biết rồi. Thảo Nhi 73 li pi trẻ. Xin nhìn lại cá nhân do sức chơi nhà nước thì lên mà hết. Cá nhân này chi phu chi chi dài chỗ này sẽ nhìn về vừa pi thì là chị nó đang nói là cái này là cá nhân của mình đó chứ không phải của nhà nước. Thôi bà chúc bà sức khỏe đi. Trong nhà bà là không có cái gì có giá trị. Thôi chị ơi, chị quay đôi dép của bà đây. Chị quay đôi dép của bà đi. Gia đình ơi. Đây, đôi dép của bà này, gia đình cả, đại gia đình, rồi thương không gia đình. Giúp như vậy á, mình nên giúp những người như vậy chứ. Mình cảm thấy vui chứ nhỉ? Mình cảm thấy mình hạnh phúc chứ. Căn nhà của bà vách thì nhìn thấy ông trời, nóc cũng vậy. Thì bà ở một chỗ này xong rồi ở đây là nấu nướng ăn tại đây cái bếp của bà đây. Mưa thì mưa dột sao chị? Cái nhà này mà lúc mà mưa kia còn nguyên. Đây cái bếp của bà chỉ vậy. Dọn dẹp một cái chảo và một cái ấm thôi nha cả nhà. Thảo Nhi thích đi như vậy, đến từng nhà như vậy này giúp như vậy. Chứ Thảo Nhi không có muốn đi giúp giống như mấy thằng say rượu đồ này kia cho nó ăn nó uống nó sung sướng lên chơi. Thảo Nhi không làm điều đó. Người già này bây giờ vùng cao này thì nó không khí nó lạnh. Các cụ vào mùa đông này là rất chi là gió rét này. Gió rét các cái bức tường này thì nó không được kín đáo. Nhưng mà như này nhà có điện không chị? Điện thì... Nhà có điện nhưng mà nhiều lúc các bà cũng không kiếm được tiền để trả tiền điện nhà, người ta cũng lại cắt điện nữa cơ. Thế mà đêm hôm á, trời mưa gió ở vùng cao nhưng chóng tối không? Cứ lọ mọ là khổ nhỉ chị nhỉ? Mưa phát là nước chảy hết vào nhà. Lũ. Nhà nó bây giờ mới cái đen này nó gọi là. Thôi rồi, con xin phép bà con đi hộ khác ha. Chị dẫn em đi giùm em chỗ khác nữa ha. Thấy nhau rồi. Sang sang cơ hội khác tình chủ. Số mòn mà tắc của nhà nhà vô tay sự. Nhiều người cõng nhá. Mình ôm một suốt cái nhỉ. Đây này, có mấy bé này nè. Thôi em cứ để đấy đi. Chỉ đi một đây suốt thôi mà, cái bé này cái mệt ra. Chị ơi, ở trên đây mình còn đi lên nữa đúng không? Lên trên này là mấy hộ? Mình mấy hộ? Ở trên đó mấy hộ? Hai hộ. Trên này không phải là nhiều đấy. Không, trong danh sách của chị trên đây. Đúng rồi. Còn nhiều đấy. Thế mình đâu ở đâu phải bê nhiều ấy. 4 hộ đi. 5 hộ trên này. Thế cứ bê 5 hộ đi. 5 hộ trên đây. 5 hộ quá. Bây giờ mấy phần? 3 phần, 4 phần. Rồi 5 phần. Em để lại một phần đó giùm cho chị. Mẹ mất. Nhích cái. Bê xuống nó mệt. Đi giùm chị ha. Bao nhiêu?
Đường này còn ngang với đường Tăng đi Thiển Kinh. Nhà thì tôn ngang với đầu người này thì nguy hiểm. Đoạn đường lên nó khá là dốc này. Nhà tranh vách nữa. Nói chung thì đi phát tại nhà văn hóa thì cũng có cái tiện và cũng có cái bất lợi. Còn đâu thì mình đi thẳng được, mình đi tận nơi này thì mình có thể là tới từng hoàn cảnh thì mình có thể được là nắm bắt được từng hoàn cảnh một. Thì nó vất vả cho mình, vất vả cho trưởng bản, vất vả cho những người đi theo. Nhưng đổi lại thì mình được cái giá trị đích thực, đó là tới tận từng hoàn cảnh. Trường hợp này như nào chị? Trường hợp này là chồng cũng từ đầu năm mà ốm liệt thì không đi được. Thì một mình mẹ. Chị vào hiện tại đi. Chị vào hiện tại mọi người đi. Chị vào hẳn đi. Đấy, chủ nhà. À, mẹ về rồi. Chân, hai chân đều liệt à? Bao tuổi rồi? Em có chút quà về. Em có chút quà em tặng anh chị ha. Chị Thảo Nhi 73 thì có phần quà tặng anh. Cái này gọi là dạng là bệnh lao hay là cái gì đây rồi? Mọi người trẻ chứ. Hả? Xương gáy á? Nở. Thì này. Cái này gọi là ngá, từ đầu năm ngá rồi cái gọi là gãy xương ở đây. Gãy xương cụt. Vâng. À, xương cụt. Xương hông à? Anh chị có bao nhiêu cháu? Có ba cháu ạ. Đây à? Vâng. Vâng. Hầu như là... giá trị cao à? Có nồi cái đây anh, có cái nồi. Hầu như là nhà ở đây là ngủ, còn ở đây là bếp nha cả nhà. Đó, chỉ vậy thôi. Đó. Rồi ở đây mình sinh sống sao hả chị hả? Đi làm gì không chị? Làm gì ở đây thì cũng gọi là không đi làm được cái gì mấy đâu, chỉ có lúc trước khi làm... bị như vậy thì anh làm gì anh? Bình thường thì đi làm thuê rồi tự làm một tí nương rồi bằng ai săn bắt hái lượm thôi đúng không? Vâng. Cứ làm gì là ăn cái đấy thôi. Có chị gì đấy ở đây, chứ còn ở đây cũng chả thương hái được. Mà trẻ, mới có hơn 30 tuổi. Thế còn vợ thì bao nhiêu tuổi? Cũng hơn 30 rồi. Đây là cái rượu ngâm hả anh? Đấy, có. Bóp chân đấy. Bóp chân, anh bị liệt đó em. Nãy giờ hai người bị liệt rồi. Có nhiều lắm là cả. Thôi nha. Rồi em xin phép anh chị em đi thăm mấy hộ khác nữa ha. Chúc anh chị sức khỏe nha. Có dịp em lại quay lại thăm. Đây, chị vợ đây. Vất vả. Đấy, mình... Mình tặng rồi. Tuy là... Mình mệt và đúng là vui, cảm thấy mình... Đeo là mệt quá. Nó nhỏ với mình ra. Leo giống ngay ngày hôm qua, nó mệt quá. Tuy là vất vả nhưng mà... Leo mà muốn tột xuống. Mình đi được các hộ là thì mình... Đây bây giờ, chị ơi, mình đi nữa đi ha. Hoàn cảnh nó có khó khăn. Đi mạng mạng nào chị ơi? Chị sang đây à? Đi đâu nhỉ? Nè cả nhà ơi, nhìn cái căn nhà như vậy nè. À. Có, đây sắp cũng có rồi gia đình. Có mà em vừa vào. Đi xem mình đi thôi. Mình đi này. Cảm thấy thương tâm thiệt không? Chỉ thấy những người khổ nhiều rồi nhưng mà chưa bao giờ chị thấy những người khổ như vậy, thật sự mà nói. Chưa bao giờ. Chị ơi, bây giờ tiếp tục hành trình. Mình tiếp tục hả chị? Tiếp tục hành trình. Bây giờ ở đây là hoàn cảnh sao chị? Chị ơi nói nghe nè. Mình chưa mình phải ấy để mình quay cho mình đi vô, mình đi vô không? Đây hai chị vào chị cầm quà đi, cầm quà xem. Đây. Đây là nhà chú à? Đây là con trai à? Đây là vợ nè. À, vợ chú ấy. Không đi được, cũng lại liệt à? Sao cái bản này là nhiều người liệt thế? Rất là nhiều người liệt, với lại những người mà không nhìn thấy kia nè.
Nói chung là bạn này là khuyết tật rất nhiều đúng không? Đây là chồng à? Thế là chị Thảo Nhi 73 là có phần quà tặng cho chú nhá. Chúc hai vợ chồng sức khỏe. Đây là vợ thì cứ nằm nhiệt bao nhiêu năm rồi? Hơn một năm nay. Có bị cái gì vậy chú? Thường ngày làm cái gì để lấy tiền nuôi vợ, nuôi con? Cứ đi làm như thế này lấy được cái gì thì... Đi làm không à? Đi tìm ăn thôi. À, tìm ăn ở rừng à? Vâng. Săn bắt là hái nượm thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thế là làm vợ làm hơn một năm rồi. Chú có bao nhiêu người con? Cô thì nhiều đó, để lấy chồng hết rồi. Lấy chồng hết rồi. Ồ, nhiều là bao nhiêu? Bao nhiêu người? 5 người. 5 người. Chú năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 54 tuổi. 51 tuổi. 54 tuổi. Còn cô bao nhiêu tuổi hả chú? 42 tuổi. 42 tuổi. Còn trẻ quá ha. Cô còn trẻ mà cô bị hoàn cảnh gì thấy thương tâm không cả nhà? Cả nhà ơi, có ai vào lòng thương thì giúp đỡ cho mấy người này giùm. Ý là cô làm tại chỗ luôn. Nhiệt đấy. Đi vệ sinh tại chỗ chú ấy phục vụ. Không biết gì. Tai bị hỏng. Bây giờ tai cũng không, mình nói cũng không. Mình nói cũng không nghe luôn hả chị? Dạ. Sao cái bản này lại cái bệnh liệt là khả năng. Ở trên đây sao nhiều liệt quá ha. Có với cái mà mắt không nhìn thấy kia cũng rất là nhiều em. Do điều kiện hay do. Hay là do nước hay không khí hay là cái gì không chị? Em cũng không hiểu sao hồi nãy giờ em đi em cũng gặp nhiều. Tò mò cũng có biết đâu. Ý là bệnh ví dụ như ngã hay là như nào không ngã à. Và lúc nãy ở dưới kia cũng từ mắt lâu dần bây giờ tai vẫn nghe được, chân tay vẫn đi được, mắt cũng khác không nhìn thấy được mà cũng như thế này cũng khác ốm rồi lại liệt như thế này không đi được, kể cả đi bệnh viện đi đến tới điểm cũng như thế. Thế thì mình phải đề nghị lên ủy ban nhân dân huyện xem là có một cái hướng giải quyết nào mà bà con đây lại hay bị liệt như thế. Đấy thì mình phải có cái đề xuất lên trên cho anh chờ đấy. Đấy cái này em cũng hay đề xuất mà hôm qua em cũng có cái đề xuất mà nó cũng. Bởi vì là cái hoàn cảnh như này thì một cái bản có 20-30 hộ thôi mà đến bao nhiêu người bị liệt. Quá trời người bị liệt không? Cái nặng tay rồi lại mắt. Rồi chị dẫn em đi tiếp giùm ha chị ha. Giờ mình đi xuống hả chị? Mình di chuyển tiếp. Ok, mình di chuyển đi. Đi xuống dưới rồi mới đi qua bên đó hay sao á? Tội quá ha. Sao ở đây ai cũng liệt. Đây à? Đây là chủ nhà. Vâng. Nhà này cho con trẻ đây sao không làm? Ông mặt. Nhà này thì gọi nói chung là con cũng hay ốm đau quá, mẹ cũng không đi làm được cái gì. Mẹ thì trẻ thôi chứ đúng không? Mẹ thì còn trẻ thôi mà con chồng đâu chị? Mấy đứa rồi? Chồng thì bây giờ đi xuống. Đứa này vợ chồng này lấy nhau được bị ốm kiểu gì? 5-6 năm rồi, 5-6 năm mới có con mà bây giờ có con cũng rất ngày ốm. Bất vả nhỉ? Thì mấy đứa con được chị chị em có chút quà em gửi cho gia đình ha, ăn lấy Thảo ha. Em là chị Thảo Nhi 73, có cái YouTube là chị Thảo Nhi 73. Chị có phần quà. Một phần quà đây, chị tự bỏ ra kinh phí, chị tự bỏ ra xong là chị ủng hộ cho những người con hoàn cảnh khó khăn. Chị gửi ít quà cho chị thì mong là bé... Ăn lấy Thảo nha chị. Anh chị là... Con cứ uống suốt rồi, ho suốt. Đi, cho đi kiểm tra chưa? Cháu bị phổi đấy. Ho nhiều là viêm phổi. Không có tiền mà. Đi chị ơi, em xin phép chị ha. Mặc kệ đấy nhỉ. Em sức khỏe chị nha. Mặc kệ đến bao giờ khỏi thì khỏi. Nhà nào mà có tí điều kiện nữa thì cũng cũng mơ. Còn hai phần này, khu vực bên đây hả? Ở bên này đi. Tự bệnh là bệnh tự tự khỏi. Có trong danh sách chị lấy ra. Bây giờ là còn mấy hộ nữa, xem nào. Có hai hộ ở trên đây. Còn hai hộ thì mới mất nhiều hộ. Đi 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 mọi người cứ đi. Let's go. Các bạn này vất vả nhỉ?
Cảm ơn mấy bạn nhé. Đoạn đường di chuyển rất khó thì may có các bạn nhỏ này là hỗ trợ cho chị em mình này. Đây, thì Thảo Nhi 73 có phần quà tặng cho anh chị nhé. Chúc sức khỏe nhé. Anh chị này có con không chị? Chị Thảo Nhi nha. Có một đứa con nhỏ nhỏ, cũng hay buồn lắm. Anh tên gì hả anh? Không hiểu tiếng Kinh. Anh là Sumia hả tụi? Người dân đấy không biết tiếng Việt hả chị? Sumia hả tụi? Tiếng Kinh. Tiếng phổ thông. Alo chị. Alo. Alo. Con chị. Chị tên gì? Nghe nói bây giờ đang không biết làm gì đâu không nghe được. Hai vợ chồng này thì chị này chỉ nói là không được bình thường nha cả nhà. Thế bây giờ mình nói không biết đâu. Nhưng mà anh chị có biết đi làm ăn làm dễ là nương hả? Họ vẫn đi làm nha, thỉnh thoảng bây giờ vẫn đi. Kiểu là đầu óc không minh mẫn. Đi làm thì vẫn làm được một tí, đi làm cùng với bố mẹ. Đi làm cùng với bố mẹ chứ còn ý là bảo gì là cần có một đứa con. Đấy. Có một đứa con nho nhỏ. Bảo gì là làm đấy thôi. Tư duy và chẳng hạn như là người ta bảo làm cái gì thì họ làm cái đấy. Rồi, bảo gì. Hai vợ chồng cũng luôn à? Vâng ạ, hai vợ chồng. Đây, chúc tốt, chúc sức khỏe, cứ vui vẻ là sơ hội nhỉ. Cứ vui là thích hợp. Đấy. Nhờ khó nhưng mà mình giơ tay lên biết nói bài kìa. Chào các anh chị nha. Sợ. Ok, đi tiếp một hộ nữa ha. Đi xuống vậy nữa hả? Chết rồi. Mình đi về thôi. Để em cầm cho. Em không quá. Đường dốc lắm á. Chị cố lên nha. Chị có cánh chị bay. Chị bay đi, chị bay đi. Cố lên. Nè chị xem em bé kia kìa. Em bé kia chạy bé nhanh lắm. Bé dắt cô đi. Đó, đấy, đúng rồi. Đây 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 anh nhờ anh luận dắt ha. Đoạn này dốc lắm. Cố lên. Đường sợ nhỉ. Đừng dốc quá. Đi góp vào mua những cái xe. Em thấy chẳng có nhà là có cái nhà vệ sinh đâu rồi. Đây thì làm gì? Ít thôi. Ở đây cũng nhà đấy. Chị ơi, khác chị. Đây, cô đây. Em có một chút quà em gửi chị ha. À, cô là biết nói tiếng Việt này. Đúng không? Cứ đẹp cô vừa đi làm về à cô? Dạ. Trong chị đâu? Đi lượn núi. Đi lượn núi. Nói tiếng Anh. Chị có mấy con? Ba con. Dạ. Đây là chị Thảo Nhi 73, chị từ Mỹ về, chị là hôm nay là có mang về suốt quà về cho bà con mình nữa. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe nha. Ăn lấy Thảo với em ha. Cô biết cảm ơn nhá. Đây này, hai mình vào quay chia sẻ. Quay chia sẻ chút xíu với nhà chị ha. Đây, cái này là rất rất là nhỏ luôn nha cả nhà. Để Thảo Nhi coi bề ngang chắc cỡ 2m. Bề dài chắc cỡ 3m, 4m gì đó. Thì khu vực này là cái bếp. Thì cái bếp đây thì vô trong đây thì cái căn phòng của anh chị thôi. Anh chị với ba đứa con. Ngày thường chị làm cái gì chị hả? Chị làm nương thôi hả? Đây. Chị bao nhiêu tuổi? 31 tuổi.
Rồi, em cảm ơn nha. Có gì năm sau em về nữa thì em sẽ gặp lại chị sau ha. Rồi. Đi. Đây, đại gia đình ơi. Cái nhà có bé Tẹo vậy thôi nè, đại gia đình. Xíu vậy thôi. Mà hai vợ chồng với ba đứa con ở. Hey, bây giờ đi xuống nè nha, xuống dốc nha cả nhà. Quá đông luôn á, đông dân, đông trẻ em lắm đó nha cả nhà. Đi trước đi. Đại ca. Đại ca đi trước đi. Được. Cái này không đến nổi giống như cái ngày hôm qua. Đi 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 đi. Cái hôm qua đi còn ghê hơn nữa. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Hả? Thảo Nhi 73 chị có phần quà tặng cho bà nhá. Chúc bà luôn sức khỏe nhá. Bà ở với ai bà? Bà ở một mình à? Bà ở với cháu. Em quay cho chị Thảo Nhi nhá. Con trai của bà có mấy cháu, con gái thì đi lấy chồng hết rồi, con trai còn có một con dâu cũng vừa mới mất nên là cũng bây giờ cũng bao nhiêu tuổi, tám sáu tám bảy gì đấy. Nhưng mà anh này là bị làm sao mà cái này là lúc chưa bị ngã nên là chấn thương sọ não, bây giờ con được bình thường rồi. Mày ăn đâu có biết xài tiền đâu, không? Không biết xài tiền đâu chị. Ăn được lắm. Không biết bắt ta luôn. Cho ăn xem nào, một cái bánh xanh này. Bắt tay con, bắt tay đi. Không hiểu, không biết gì á. Không biết gì rồi. Cả hai bà cháu đều như vậy. Ok, rồi mình đi xuống đi ha. Biết gì. Có hai bà cháu ở với nhau mà bà cũng già rồi, chào mà bà cháu lại bị trên này nữa. Đây, xuống đây. Đây, gặp mình đi xuống. Đây giờ bà lại chào bà nha. Bye. Xuống chia đây để em cầm cho. Cho bà chia đi. Mệt quá, nóng quá, chịu hết nổi rồi, giờ không chia nổi rồi. Để cho bà chia đi. Nãy giờ mình đi lên trên làng, giờ tới thương bà chia. Em ý giống đi phát làm đèn trung thu á. Đây là chị Anna và chị Thảo Nhi là mua thêm. Mấy em này hồi nãy trên đây nhận một bọc rồi. Nói chung là một số mấy đứa này hồi nãy nó đã có nhận hết rồi. Ừ, giờ thì phải. Nói chung là hồi nãy một số này hồi nãy mình phát bọc hết rồi, tại vì nó đi theo lên rồi. Bây giờ mình không biết đứa nào mình đã phát rồi mà đứa nào mình chưa phát nữa, bây giờ nó trà trộn hết rồi. Đây, đây là chơi cứ đứng theo xếp hàng. Cho nhiều nhiều em. Bao nhiêu đi. Cái của em biết cái kia. Em đang bán dẫn nó rồi. Em cho nhiều nhiều. Chị ơi, cho thêm cái chợ chị ơi. Cho thêm. Hả? Bạn chưa có này, cho cái kẹo coi. Bạn này hả? Đó lấy đợi cái kẹo nè. Đâu rồi, chị chưởng bán ở đâu? Nè. Khác dưới đây nè. Đâu biết không? Chị đâu? Chị trường bàn đâu rồi chị? Nhà thương tâm không cả nhà? Bên trong nào?
Ôi, chị đi xuống dưới rồi hả? Vô hả? Ok. Xung quanh. Kẹo mút đâu rồi? Cho kẹo mút đi. Thảo để dành Thảo mút. Đây, đây mình vô một cái căn hộ này nè nha cả nhà nha. Đây. Đây. Căn hộ nó như thế này nè cả nhà. Cả nhà ơi, ai có rộng lòng thương thì giúp cho dân này nha, dân ở đây nha cả nhà. Chị ơi, nhà này sao chị? Thùng mì đưa vô chưa chị? Nhà này sao chị? Mà bên này là ổn nhiều. Ổn thì gọi là thiếu máu. Một năm phải đi chuyển máu tầm ít nhất thì phải 2 lần. Dạ, ô chuyển máu vô nữa hả chị? Cho, rồi chị cho em vô chút ha. Bây giờ xin cô. Bà ơi. Bà ơi, bà cho con hả? Gia đình là chỉ có một mình bà là ai? Có con, nhưng mà con thì lập gia đình hết rồi, lấy chồng hết rồi, chỉ có ba một mình. Đây, chào bà. Mà hiện giờ bà. Bà đứng lên. Bà là thiếu máu ấy à? Hôm nay là con cùng với chị Thảo Nhi 73 cùng với lại là chị Hanna Trần từ bên Mỹ sang là có món quà. Đây này. Nước Mỹ vô cho người nước này mới là đẹp vào. Thế nhỉ? Đây, đây là chị này này. À, chị nhưng có mang quà đến gửi bà đấy. Dạ, con Thảo Nhi 73. Con chúc bà nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? Bà con biết nói. Chị nói cho bà này 60 hả chị? Bà tầm 67 tuổi rồi. Ồ, 67 tuổi. Bà sống một mình ở cái căn hộ này hả chị? Này cả nhà ơi, con xích qua giùm con một xíu. Đây chỗ của bà ngủ ở đó có bao nhiêu vỏn vẹn bao nhiêu mét vuông này thôi nha cả nhà. Ở đây là cái bàn ăn của bà nè ha, cái bàn ăn của bà ở đây. Rồi bên cạnh đây là cái bếp, cái chỗ nấu nướng của bà đây. Đây rồi củi lửa đồ này kia đó chị thấy thôi. Bà cũng nhặt nhiều củi ha. Đây bà chất củi. Ồ, bà không ngủ được ban đêm hả? Tội nghiệp quá. Mường này là mường gì em quên rồi. Mường Tè, huyện Mường Tè. Còn đây là bản bản trà gì? Bản trà gì? Xã Buôn Tử. Chị có thể một hơi nữa chị ghi cho em một cái miếng giấy á, cái tên xã cái giấy rồi này kia đó. Để em về cái em chạy chữ ở trên màn hình á. Rồi, bây giờ mình kết thúc video ở đây đi. Rồi còn mấy phần nữa thì tụi em mệt quá rồi. Với lại người ta cũng không có ở nhà nữa. Thì em nhờ chị trưởng bản có gì giúp hộ em ha. Chuyển tới những hộ đó giùm em ha. Dạ, em cảm ơn chị. Và cả nhà nhớ theo dõi video tiếp theo của Thảo Nhi. Chắc có lẽ là sẽ đi vào trong Nam, kết thúc chương trình của ở vùng Tây Bắc. Thay mặt người dân Lai Châu thì em cũng xin phép là cảm ơn đặc biệt đến chị Thảo Nhi 73 có mang những phần quà ý nghĩa và thiết thực đến bà con. Bà con có thể có bữa cơm này, bữa ăn đầy đủ. Là cũng cảm ơn chị đã gửi những thước phim đến khán giả trong và ngoài nước để mọi người có thể biết tới quê hương Lai Châu mình. Hy vọng là những cái thước phim này sẽ lan truyền khắp nơi để cho cô chú anh chị mà có được khả năng giúp đỡ được những cái hộ như vậy thì sẽ liên lạc với Thảo Nhi. Thảo Nhi sẽ cho số phone ở trên màn hình, thì có gì Zalo của Thảo Nhi và Viber.
Thảo Nhi sẽ để hai số, một số ở Việt Nam và một số ở Mỹ luôn. Hai Thảo Nhi đều sử dụng được hai số hết. Thì ai có nhu cầu thì Thảo Nhi sẽ liên lạc với Thảo Nhi. Và sau đó Thảo Nhi sẽ liên lạc lại với bếp trên bảng này, bếp trên bảng này. Nếu Thảo Nhi về đi cùng với bếp trên bảng được thì Thảo Nhi sẽ bay về. Còn nếu mà Thảo Nhi không bay về được thì đây là một cái chỗ Thảo Nhi tin cậy nhất. Hai bé này đồng hành với Thảo Nhi từ bữa giờ. Thảo Nhi sẽ trưởng bạn đã hỗ trợ mấy chị em mình nhiệt tình. Em cảm ơn chị rất nhiều. Sẽ hẹn gặp lại chị một ngày gần nhất. Dạ. Rồi. Hẹn gặp lại chị Thảo Nhi và chị Anna Trần vào một ngày gần nhất nha. Mà nhất định nhiều bánh kẹo về cho bạn làng nhá. Rồi, ok. Thank you cả nhà. Ăn kẹo nha. Thế sẽ chỉ thôi chị. Đây chị Thảo Nhi. Đây đây. Cho mấy em ăn kẹo. Mấy em này hồi nãy phụ quên đi rồi đó. Còn một cái thằng nữa mà không biết cái thằng nào nữa. Nó nào không? Đây đây. Mẹ có cái thằng. Cái nào bê gạo nãy á, bê gạo. Không có tiền lẻ đây. Cho bữa đó mấy chục ăn kẹo nè. Thế nào bê. Bê chị thế thôi. Anh nữa nè, anh áo đen nữa nè. Đúng rồi, anh áo đen cầm chai nè. Cầm gì chai? Anh đang cầm chai nè. Bê đồ giúp mình nhé. Bê lên tận trên bản luôn đấy. Ok. Đồ bản. Có cái bác hồi nãy mà bác đó mình có tặng quà tặng mì, bác khuyên phụ lên trên đó luôn. Bác kia nhưng mà bác đó mình tặng gạo với lại mì gói rồi. Cái nhà bác mình có tặng, có trong danh sách. Bác khuyên cái phần quà của bác về trên đó luôn. Chị đó nữa hả? Chị này nè, bé áo hồng có chưa? Bé ở đây nè, đây nè. Đây, bạn này có bia mà. Ờ ok. Này là cái này là mấy bạn ít hơn con gái. Mấy bạn này là bé con gái. Bê phụ mì gói với lại gạo giùm cho Thảo Nhi nha cả nhà. Chị Hanna chị dậy ngủ rồi bơ cái đất đi ngủ đó. Đây, rồi. Có chồng rồi hả? Có chồng này cho mua sữa cho con nha. Rồi đi, mình đi xuống đi. Đi về đi. Đi về đi. Lấy đồ xe đựng đồ đó. Bây giờ là mình đã đang phát hết tầm 10 phần quà rồi. Còn những phần quà tiếp theo thì bây giờ là mình xin phép là nhờ chị Thảo là bà con là cũng có nhà chưa về á. Thì mình sẽ nhờ chị Thảo là để nhà trường bản trước là người dân về thì mọi người sẽ vào đến mọi người sẽ ra lấy chị á. Có danh sách đó thôi. Hôm nay là Hải Mỹ rất là cảm ơn chị là trường bản trước. Chị Tâm. Nhà chị trưởng bản là chị Tâm. Mình sẽ để các phần quà ở đấy và chị Tâm là sẽ quản lý hộ và phân chia cho bà con. Hôm nay là xin phép là thay mặt người dân Lai Châu xin trân trọng cảm ơn chị là Thảo Nhi 73. Kênh YouTube là Thảo Nhi 73 cả nhà và đăng ký ủng hộ nha. Và chị là Thảo Quảng Ninh đã và Thảo Quảng Ninh nữa. Cả nhà nhớ ủng hộ nhiều cho Thảo Nhi để Thảo Nhi có dịp để đi về đây nữa nha. Thảo Nhi cần kinh phí. Sau đợt này xong là chị Thảo Nhi và chị Anna là sẽ bay về Sài Gòn và đi về Mỹ. Cũng chúc anh chị là đi đường thượng lộ bình an và có nhiều sức khỏe để là và phát triển công việc của mình, có nhiều tiền và mua kẹo cho bà con. Thế một lần sau sẽ chở nguyên một xe kẹo chứ không phải là một bịch kẹo nữa. Một xe kẹo của anh Dương sẽ chở toàn là kẹo. Đây nhân vật này, hôm nay là bác tài là anh Dương. Nhiệt tình từ sáng đến giờ luôn. Dương rất là nhiệt tình. Nè bây giờ em xin phép là mời anh về nhà ăn cơm với bọn em. Nhưng mà lần sau á là không có hỏi bao nhiêu đứa trẻ nữa mà mình sẽ chở một xe kẹo. À, bây giờ là mình sẽ về thị trấn để ăn. Giờ mấy chị em là ai cũng đói rồi. Cũng đói hết rồi. Là ăn làm hết rồi. Bây giờ mình thay mặt dạ cơ đi. Mời chị đi ăn luôn nha. Chị ăn ra ngoài đó ăn. Bé đẹp chơi, đẹp gái và lông heo đẹp quá. Con gái của trưởng bản nha. Vâng, thay mặt bà con là bản trẻ gì thì em cũng rất là cảm ơn các anh chị đã đến
ủng hộ bà con này trên này. Rất là cảm ơn đội. Nhưng mà không nghĩ bà con khách khe nha. Không nghĩ là bà con là còn khó hơn. Nhi đi rất là nhiều hộ nghèo. Nhưng mà thì phải công nhận nó là hai ngày nay Thảo Nhi đi là thấy khó khăn rất là nhiều nha. Chị Hân, riêng chị Hân nha, các bạn ạ. Chị không dám phát quà vì chị quá thương luôn. Chị đã không dám phát quà cho nhiều người luôn. Chị quay mặt đi, ở là nghĩ thương bà con quá. Còn rất là nhiều hộ gia đình mà nó còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Rất là nhiều hoàn cảnh. Mà em cũng thắc mắc không biết sao cái chỗ này, khu vực này là đa số là bị liệt nhiều mấy chị. Bị liệt. Không, thì bây giờ người ta bị stroke á, bị gọi là bị chấn thương cái gì, người ta gọi là cái gì này, mắt không nhìn thấy, gọi là cái gì đó, tai biến phải không? Tai biến. Cái này là mọi người hay bị ngã nhiều hay là sao ạ? Chắc ở trên cái đồi đi. Cũng liệt mà còn nhiều cái đồi. Với lại ở đây nãy giờ vô nói chuyện, nó có nhiều em bé uống nước không thôi, phải nấu lên, nói mấy em phải nấu lên uống. Có thời gian ở nhà nấu lên đi, nước không nấu là không được rồi. Phải nấu lên. Tôi rồi mới uống. Bây giờ mình đi chờ mọi người đi ăn cùng với em ha. Em chào cả nhà mình nha. Chào các bạn chị nha. Hôm nay là một ngày mệt nhưng mà vui ha. Mệt nhưng mà là ướt hết quần áo rồi. Trong ngày nóng quá.